Nhận định bóng đá Chelsea với West Ham. 3 giờ ngày 22 tháng 12, sau 2 thất bại liên tiếp, Chelsea rất cần một chiến thắng trước West Ham ở vòng 14 ngoại hạng Anh để trở lại cuộc đua với các đội top đầu. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Hai trận thua trước cuộc 1-2 và Everton 0-1 ở các vòng đấu gần nhất đã khiến đoàn quân của Lampard rơi một mạch từ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh xuống tận thứ 8. Tính đến trước thời điểm diễn ra trận Chelsea, West Ham đêm nay, mất điểm. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge còn mất cả niềm tin lẫn sự nể sợ của các đối thủ. Nửa đầu trận đấu, Chelsea cầm nhiều bóng và có bàn dẫn trước. Nhưng các chàng trai của tôi tin rằng, họ có thể lật ngược thế cờ. Và cuối cùng, họ làm được. Huấn luyện viên Nuno Santo của Hulk từng nói vậy khi cùng các học trò thắng được Chelsea tại vòng 13. Dưới cái nhìn của Santo và nhiều huấn luyện viên giàu kinh nghiệm khác, như David Moyes bên phía West Ham chẳng hạn, chắc chắn Lampard không phải đối thủ đáng sợ. Thuyền trưởng trẻ tuổi của Chelsea chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân, chưa có bảng thành tích đồ sộ và cũng chưa giỏi trong việc siết lại đội bóng mỗi khi gặp khúc cua khó khăn. Hẳn nhiều người còn nhớ mùa trước, Chelsea cũng khởi đầu tốt thế nào. Họ thắng 8 và hòa 2 trong 12 trận đầu mùa, trong đó có mạch 6 trận thắng liên tiếp, để vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League 2019/20. Nhưng rồi, cũng sau 2 thất bại liên tiếp ở các vòng 13 và 14, Chelsea không bao giờ có lại được phong độ cao như thế. Họ cứ trồi sụt như biểu đồ hình sin rồi cuối cùng may mắn cán đích trong top 4 do các đối thủ Leicester, Tottenham và Arsenal tự bắn vào chân khá nhiều lần ở chặng về đích. Mùa này, kịch bản ấy có vẻ cũng đang tái diễn với Chelsea. Sau chặng khởi đầu khá hay với 6 chiến thắng, The Blues bắt đầu loạn choạng, cũng bằng 2 thất bại liên tiếp. Mùa trước, những đội đánh bại Chelsea ở vòng 13 và 14 là Man City và West Ham. Mùa này, đội bóng của Lampard sau khi thua Everton và Hull cũng sẽ gặp West Ham. Đấy là điều mà người hâm mộ Chelsea rất không mong muốn. Cần biết rằng, West Ham không chỉ đánh bại Chelsea ở vòng 14 của Premier League mùa trước, gặp lại nhau trong trận lượt về. Đội bóng có biệt danh bố tạ lại lệnh cho Chelsea một trận nhớ đời khi giành thắng lợi 3-2. Dù bị đoàn quân của Lampard dẫn trước là đối thủ derby, West Ham chưa bao giờ thôi khao khát vượt ngã Chelsea trong bất cứ trạng huống nào, bất cứ giai đoạn phong độ ra sao. Thật không may cho Chelsea, lúc này West Ham lại đang chơi khá hay, nhất là khi xa nhà. Đội bóng của David Moyes vừa đánh bại cả Leeds và Sheffield United trên sân khách. Đó là lần thứ 3 West Ham ca khúc khải hoàn sau 6 trận làm khách ở Premier League mùa này. Còn lại, họ hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Thành tích xa nhà ấn tượng đã đóng góp lớn vào việc West Ham giành tới 21 điểm sau 13 vòng đấu, và đó là lần đầu tiên sau 4 năm đội bóng này mới vượt mốc 20 điểm với quãng thời gian nhanh như vậy. Đánh bại một West Ham đang tiến bộ dưới thời huấn luyện viên David Moyes là điều không dễ cho Chelsea, ngay cả khi họ được chơi ở sân nhà. 7 lần gần nhất đón tiếp West Ham, Chelsea mất điểm đến 4 lần và rất có thể đêm nay sẽ là trận thứ 5. Bởi lúc này, Chelsea không còn là đội bóng đã giữ sạch lưới 5 trận liền và toàn thắng 6 trận liên tiếp như hồi tháng 10 và 11 nữa. Đối diện với West Ham lúc này là một đội chủ nhà thiếu ý tưởng tấn công, lỏng lẻo trong phòng ngự và vẫn chưa biết thắng sau 3 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Dự đoán tỷ số 2-2.